Chào mừng các bạn đến với thành phố Trà Vinh. Trà Vinh là thành phố trực thuộc tỉnh và đang phát triển từng ngày. Hãy cùng đến với những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Trà Vinh nhé. Trước tiên là ao Bà Om, một thắng cảnh miền Tây mà mọi người vẫn hay ca tụng. Cạnh ao Bà Om là ngôi chùa Ân, được xây dựng và trùng tu nhiều lần. Chùa Ân là địa điểm thờ tự của đồng bào Khmer mỗi dịp lễ Tết cổ truyền như Ok Om Bok hay Chon Thơ Nam Thơ Mây. Đối diện chùa Ân là bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer với lối kiến trúc đặc biệt và là một nơi lưu giữ những nét đẹp truyền thống. Nói về bảo tàng, cô Thạch Thị Linh, hướng dẫn viên cho biết. Dạ, cô hãy cho cô hỏi là bảo tàng này được xây dựng vào năm nào? Bảo tàng của mình được xây dựng vào năm 1992. À, 1992? Đúng rồi. Dạ. Đến năm 97 mới mở cửa phục vụ ngay cái ngày lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Nam Bộ. Dạ. Dạ, bảo tàng mình có bao nhiêu hiện vật? Tất cả là nhà bảo tàng mình xây dựng được 5 phòng chuyên đề. Chứa bao nhiêu hiện vật? Hiện vật của mình tức là hiện vật gốc là 600. 600 hiện vật? 600. Dạ. Bảo tàng này được xây dựng nhằm mục đích gì? Mục đích để quảng bá giới thiệu về cái văn hóa dân tộc Khmer. Dạ. Dạ, cảm ơn con. Hướng từ bảo tàng về trung tâm thành phố, ta đến với một ngôi chùa cổ nhất Trà Vinh. Hiện tại thì chúng ta đang ở ngôi chùa Khmer cổ nhất của Trà Vinh, được xây dựng vào năm 1186 theo Phật lịch và năm 642 theo Dương lịch. Đối diện ngôi chùa là tượng đài Trà Vinh. Và trên đường vào trung tâm thành phố, ta sẽ gặp trung tâm hội nghị và nhà khách tỉnh. Giữa trung tâm thành phố Trà Vinh có ngôi chùa Ông của người Hoa được xây dựng trên 400 năm và đây cũng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngoài chùa Ông, hai ngôi chùa cũng khá nổi tiếng ở Trà Vinh, đó là chùa Phật Quang. Và ngôi chùa mới bên dòng sông Long Bình được xem là biểu tượng của thành phố Trà Vinh.